Xin lỗi, công ty chúng tôi buộc phải sa thải bạn. Bài học dành cho những kẻ tự kiêu tự đại, làm việc qua loa, đối phó với sếp. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio @gmail.com, số điện thoại 0964002593. Nếu bạn không thích công việc hiện tại và sếp của bạn, vậy bạn có thể nghỉ việc. Còn nếu bạn không có cách nào nghỉ việc, vậy thì bạn nên làm việc chăm chỉ. Đừng có chiếu lệ, đừng làm bừa. Công việc không phải làm vì người khác, mà làm vì bản thân bạn. Hai ngày trước, tôi đã tham dự một bữa tiệc tối. Khi nói về cách quản lý công ty, một giám đốc công ty Internet đã kể cho tôi một câu chuyện rằng, ông nói: tháng trước tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn là sa thải một nhân viên. Lý do tại sao? Vì tôi cảm thấy rằng đưa ra quyết định này khó khăn. Bởi vì điều kiện kinh tế của nhân viên này không tốt lắm, sa thải anh ta có nghĩa là thu nhập của gia đình anh ta sẽ bị gián đoạn trong một thời gian. Tuy nhiên, tôi bắt buộc phải sa thải anh ta. Những người làm việc qua loa cần phải thanh lý, nếu không cả đội không có cách nào mà gánh được. Về vấn đề này, hiện tại với tư cách là một doanh nhân, tôi thể hiện nhận thức và giải thích đầy đủ của mình rằng tôi thà có cấp dưới không có ai, cũng không cần loại người chỉ làm qua loa đại khái như thế. Có câu thà ít mà tốt chính là đạo lý này. Trong thời đại này, nhiều lúc không phải những người có cùng độ tuổi vứt bỏ bạn, mà chính bạn đã từ bỏ một cơ hội trưởng thành. Thứ nhất, những người làm việc qua loa cuối cùng sẽ bị thanh lý. Tại bàn ăn, giám đốc của một công ty bất động sản nói về tình hình thị trường hiện nay: cá lớn nuốt cá bé nuốt tôm, xu hướng của các doanh nghiệp đều như vậy, xáo trộn là điều không thể tránh khỏi. Công ty làm ăn qua loa sẽ phá sản, các nhân viên làm việc qua loa sẽ bị xử lý và sau này sẽ càng ngày càng khó khăn để trộn lẫn nhau. Không ít độc giả đã rất ngạc nhiên khi biết rằng tôi ở cái tuổi 9X. Hôm qua, một số độc giả còn gửi tin nhắn cho tôi rằng: tôi thực sự không ngờ rằng bạn lại là dân 9X, quá ưu tú. Tôi không cho rằng tôi ưu tú đến mức này, đây là sự thật. Điều duy nhất làm tôi tự hào là tôi làm mọi việc với thái độ rất nghiêm túc. Lúc trước khi tôi còn làm thuê cho người khác, mấy năm liền tôi không đi làm trễ, không về sớm, không nghỉ phép, không bao giờ trốn làm thêm giờ và đôi khi tôi còn chủ động làm thêm giờ. Tôi nghiêm túc xử lý công việc, nếu có thể làm 90 điểm tôi sẽ không hài lòng khi đạt 70 điểm, đây là điểm mà tôi cảm thấy kiêu ngạo nhất. Có lẽ chính vì điều này, tốc độ phát triển của tôi sẽ nhanh hơn và mỗi năm sẽ có những bước đột phá khác nhau. Tôi cảm thấy may mắn khi sớm nhận ra đạo lý này. Miễn cưỡng làm việc thực ra không phải lừa bịp ai khác, mà là lừa chính bản thân bạn, và chẳng khác nào bạn đang tự sát. Tôi thường nói chuyện với nhân viên của mình rằng bản chất của công việc và đi học ở trường là không giống nhau. Bạn thường làm việc qua loa và đối phó, vì vậy chắc chắn năng lực của bạn sẽ không đi đến đâu. Cũng giống như lên lớp mà bạn không tập trung nghe giảng, về nhà không ôn bài và làm bài, cuối cùng thành tích học tập cũng sẽ không ra gì. Ai cũng có những hành động nhỏ trong phòng thi, ai lo lắng do dự, giáo viên coi thi liếc qua là sẽ thấy ngay, chỉ là giáo viên có muốn bắt bạn hay không mà thôi. Trong môi trường nghề nghiệp cũng như vậy, làm việc chăm chỉ và làm qua quýt đều không giống nhau, vốn không thể dung hòa được, chỉ là công ty có muốn xử lý bạn hay không mà thôi. Đừng làm việc qua loa đối phó nữa, hãy cẩn thận, đừng để cuối cùng bạn trở thành một mớ hỗn độn. Thứ hai, làm việc chăm chỉ là con đường phát triển đáng tin cậy nhất. Có hai vấn đề rất thực tế mà bạn cần phải đối mặt. Thứ nhất, bạn có thể làm qua loa đại khái đến lúc nào? Và thứ hai, bản chất con người bạn vốn có sự qua loa nào không? 20 năm trước, bạn làm việc trong một nhà máy, bước chân vào một công ty lớn thực sự bạn có thể làm qua loa cả đời cho đến khi nghỉ hưu. Nhưng thời đại này thì không giống nhau. Bây giờ bạn vào một công ty, đừng nói là làm việc qua loa, cho dù không làm qua loa cũng có khả năng sẽ bị những người ưu tú hơn, nỗ lực hơn thay thế bạn. Đây cũng là một lý do tại sao người đi làm thời nay cảm thấy mệt mỏi, áp lực lớn và không an toàn. Tốc độ phát triển của thời đại càng nhanh, và những người ở thời đại đó chỉ có thể không bị loại nếu họ cố gắng theo kịp tốc độ và nhịp điệu. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu bạn không cố gắng làm tốt công việc của mình, bạn nghĩ mỡ hỗn độn đó sẽ duy trì được trong bao lâu? Áp lực tồn tại của doanh nghiệp hiện tại lớn hơn nhiều so với các nhân viên. Công ty không nuôi người nhàn hạ, nếu gà không đẻ trứng được chắc chắn sẽ bị giết. Do đó, nếu bạn không sinh ra trong một gia đình giàu có thì bạn không có tư cách để qua loa. Những người có tiền không làm qua loa, đó gọi là tính tự do, theo đuổi những năm tháng an nhiên. Không có tiền mà làm qua loa chỉ có thể được gọi là mớ hỗn độn và đợi cho đến chết.
thế giới luôn tồn tại những tiêu chuẩn khác nhau. Đừng phàn nàn về điều đó. Phàn nàn tới chết cũng không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Những gì bạn có thể làm là làm việc chăm chỉ. Đây là con đường phát triển đáng tin cậy nhất và nhanh nhất mà bạn có. Nếu bạn không thích công việc hiện tại và sếp của bạn, vậy bạn có thể nghỉ việc. Còn nếu bạn không thể nghỉ việc ở hiện tại thì bạn nên làm việc chăm chỉ. Đừng có chiếu lệ, đừng làm bừa. Công việc không phải làm vì người khác mà làm vì bản thân bạn. Một nhân viên ưu tú trong công việc không nên chỉ nhận tiền lương mà nên thu hoạch những thứ khác, chẳng hạn như nhân phẩm, kinh nghiệm, năng lực quản lý. Mặc dù cuộc sống không thể quay lại quá khứ nhưng bạn có thể quyết định được tương lai. Làm việc chăm chỉ, không làm qua loa. Bạn không đủ khả năng để làm bừa đâu. Từ Thảo Hiền, theo Trí Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đừng quên bấm đăng ký để nhận thông báo và đón xem những video thú vị tiếp theo.